Chọn Colosgen, bé tăng cân nhanh, miễn dịch khỏe. Yên tâm bé khỏe, xem phim mẹ ơi. Bộ phim Đương gia chủ mẫu. Tập 1. Lụa hoa, còn gọi là lụa khắc, là tinh hoa của nghệ thuật tơ lụa truyền thống Trung Quốc. Là sản phẩm lụa vô cùng tinh tế, giàu giá trị chiêm ngưỡng và trang trí, lâu đời nhất trong ngành dệt lụa Trung Quốc. Đồng thời là tài sản văn hóa quý báu nhất của nền văn minh Trung Hoa. Câu chuyện chúng tôi sắp sửa kể diễn ra vào thời Càn Long trị vì, một người phụ nữ của gia tộc lụa hoa dùng sự cố gắng của chính mình bước ra khỏi gia đình phong kiến nặng nề, một tay sáng lập Học viện Lụa Hoa, làm sáng danh nguồn gốc và sự phát triển của kỹ thuật lụa hoa, lần lượt truyền tải tới khán giả, để khán giả của chúng ta cùng hòa chung cảm xúc với số phận của nhân vật chính, cảm nhận sự tinh túy thâm sâu của văn hóa Trung Hoa dần dần vén ra lớp màn. Bánh nướng đây, bánh nướng nóng hổi đây. Qua đây, qua đây. Ai vậy? Ai vậy? Cô ấy là đại thiếu phu nhân của Nhậm gia, xưởng tơ lụa số 1 Giang Nam, Thẩm Thúy Hỷ. Cô ấy là nhân vật nổi tiếng ở Cô Tô của chúng ta đó. Danh tiếng nữ nhân mà cũng gian danh thiên hạ sao? Ê, vậy thì huynh không biết rồi. Đôi khi nữ nhân còn lợi hại hơn nam nhân rất nhiều. Ta nghe nói Thẩm Thị vốn là trưởng tức mà Nhậm gia nuôi từ nhỏ, không hiểu đạo kinh doanh, vậy mà chỉ dựa vào năng lực của mình mở ra một con đường mới. Ê, đại thiếu phu nhân trước giờ luôn trầm tĩnh, không biết hôm nay có chuyện gì mà lại khẩn trương vậy? Mộng hồi quanh chuyển loạn sát niên quan biến. Nhân lập tiểu đình thâm diện. Đại thiếu phu nhân. Trở lại. Dạ. Đại thiếu phu nhân. Trụ tận trầm yên, phao tàn tú tuyến. Nhậm kim xuân quang, tình tự cứ niên. Nhậm kim xuân quan tình, tự khứ niên. Bảo Cầm à, từ nay về sau, dạng vẻ phong tình của nàng chỉ thổ lộ với mình ta là đủ rồi. Nàng làm cái gì vậy? Tiện nhân, chàng còn hỏi thiếp làm gì à? Nhậm Tuyết Đường lúc ra ngoài chàng đã nói với thiếp ra sao? Dùng văn kết bằng hữu, còn chàng kết bằng hữu kiểu gì đây? Đại thiếu phu nhân, người là thiếu phu nhân Nhậm gia cứ hỏi đàng hoàng. Muội chẳng qua chỉ là một kẻ thấp hèn, muội xin đại thiếu phu nhân cho muội được ở bên cạnh Tuyết Đường làm nô làm tỳ, muội quyết không nửa lời quán thán. Bảo Cầm, đứng lên đi. Làm nô làm tỳ? Thằng Bảo Cầm, cô xứng sao? Người ở của Nhậm gia ta ai cũng thân thế trong sạch, một kỹ nữ xuất thân thanh lâu như cô mà cũng mơ tưởng bước vào Nhậm gia sao? Thẩm Thúy Hỷ, chàng định đánh thiếp chỉ vì cô ta? Ừ.
Nàng biết rất rõ Bảo Cầm vốn là nữ tử nhà quan, lưu lạc chúng thanh lâu cũng là thân bất do kỷ, hà tất phải chạy đến đây tạo khẩu nghiệp chứ? Nhậm Tuyết Đường, chàng nghĩ thiếp làm gì ai? Nếu hôm nay thiếp không tạo khẩu nghiệp thì ngày mai Tăng Bảo Cầm sẽ hại chàng giáng kiếp bất phục. Sao muội hại đại thiếu gia giáng kiếp bất phục? Đại thiếu phu nhân, đại thiếu gia là nam nhân của muội, muội yêu chàng, kính chàng còn không hết, sao muội có thể nỡ làm hại chàng? Đại thiếu phu nhân xin hãy tin muội, muội thà để mình thịt nát xương tan cũng không nỡ tổn hại tới một sợi tóc của đại thiếu gia đâu. Nói thì nghe hay lắm, đại thanh có luật, văn võ bá quan thông dâm uống rượu qua phải đánh 60 gậy, còn dắt mối thì đánh 30 gậy. Bây giờ đại thiếu gia đã giữ chức quan, một nữ tử thanh lâu như cô ở bên đại thiếu gia, đại thiếu gia phải chịu bao nhiêu gậy? Đó không phải hại chàng ấy giáng kiếp bất phục là gì? Muội ở bên cạnh đại thiếu gia, sao lại hại đại thiếu gia giáng kiếp bất phục? Nhưng nếu muội không ở bên cạnh đại thiếu gia thì muội sống để làm gì? Bảo Cầm, đại thiếu gia, Bảo Cầm sống vốn chỉ để được nhìn chàng một lần, chỉ cần chàng sống tốt, dù muội có chết cũng cam tâm tình nguyện. Đừng mà! Tăng Bảo Cầm, cô đúng là nham hiểm. Cái mạng quen của cô chết cũng không tiếc, nhưng nếu chết ở Nhậm gia ta thì đó là tội của đại thiếu gia. Nếu triều đình truy cứu, đại thiếu gia sẽ bị đày tới Hắc Long Giang làm nô bộc cho những kẻ bãi trận. Thế, nhìn kìa, đến Bắc Giang sao? Cẩn thận. Ta đã nói rồi, đại thiếu phu nhân của Nhậm gia đã nói một là một. Phu quân của cô ấy nuôi thiếp ở bên ngoài, sao cô ấy có thể không biết được? Hơn nữa đại thiếu phu nhân Nhậm gia này qua cửa bao nhiêu năm rồi, đừng nói là nam tử, đến một nữ tử cũng không sinh nổi. Phu quân cô ta ra ngoài tìm thêm một nữ nhân để sinh nam tử, đó cũng là chuyện hết sức thường tình. Thì đó, sao bắt Nhậm gia tuyệt hậu được? Đúng rồi. Tiểu thư, để muội lau cho tiểu thư. Hay là chúng ta mời đại phu? Không cần. Tiểu thư, mặt người có vẻ sắp sưng lên rồi, bị như vậy là mai không ra đường được đâu. Lỡ đại thiếu gia nhìn thấy thì ngày ấy... Không sao, ta và đại thiếu gia chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, bộ dạng ta ra sao đều nhìn thấy hết rồi. Nhưng chỉ tiếc là hôm nay đã không thể đâm nhát kéo đó xuống, không thể giữ đại thiếu gia ở lại. Tiểu thư, muội xin tỷ đó, chúng ta khó khăn lắm mới giữ được mạng, tỷ phải trân trọng tính mạng của mình. Tiểu thư, nếu tỷ có mệnh hệ gì thì muội sẽ đi cùng với tỷ. Như ý ngốc quá, tiểu thư cũng muội nâng niu tính mạng lắm. Có điều đại thiếu gia thì khác, tỷ và đại thiếu gia từ nhỏ lớn lên bên nhau, thành mai trúc mã, tâm đầu ý hợp. Chúng tôi từng thề phải là một đôi đến suốt đời suốt kiếp. Thẩm Thúy Hỷ, Thẩm Thúy Hỷ là cái gì chứ? Chẳng qua cô ả chỉ là loại ăn mày không nơi nương tựa, đến Nhậm gia xin cơm mà thôi. Ê, trời ơi, hay quá rồi. Nhị thiếu gia, ngài đừng trách tôi nhiều lời nha. Nhị thiếu gia, ngài chỉ còn có mấy đồng bạc thôi, hay là ngài mang về uống rượu đi, có được không? Hả? Đừng làm khó tôi mà nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia ta mà thèm nợ ngươi mấy đồng lẻ hay sao? Chuyện này. Được rồi, đặt đi. Nhị thiếu gia, quy tắc của tiệm không có cho thiếu nợ đâu. Được rồi, bỏ đi, không chơi nữa.
Nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia. Ngươi là ai? Tại hạ là Trương Liêu của Quảng Châu, nghe danh nhị thiếu gia từ lâu. Trương Liêu. Nợ của nhị thiếu gia để ta trả. Không chơi nữa, đi. Nè, nhậm nhị thiếu gia tiếng tăm hiển hách ở Tô Châu, chẳng lẽ lại đi quỵt mấy đồng lẻ của ta hay sao chứ? Nhị thiếu gia, vậy ngài có chơi nữa không? Đặt đại. Nào, đại hay tiểu đây? Đặt xong bỏ tay đi. Đặt đi. Đặt đi. Hay tiểu đây. Đặt đi. Nhị thiếu gia. 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 Nhậm Như Phong. Đại ca. Đệ đi đâu chơi về vậy? Còn không chịu nói ra. Đệ tối bị sao vậy? Khi nào rảnh thì ghé phòng huynh một chút. Có vài bình rượu ngon của phương Tây là rượu nho, cùng đến thưởng thức đi. Đa tạ đại ca. Không được tò mò chuyện của người khác. Ừ. Lắm là lắm nét, ở đây làm cái gì vậy? Mẫu thân, sao người lại ở đây? Vậy con làm gì ở đây? Đương nhiên là Tam Phúc có tiếng nói bên cạnh của đại ca. Bị trói tới độ này, chắc chắn phải có chuyện gì lớn rồi. Con phải đi xem thử. Ê trời. Chuyện phu thê của nhà người ta liên quan gì con chứ? Con xem cái gì? Mẫu thân, ý của mẫu thân là đại tẩu sai người trói Thương Nghiên lại hay sao? Tại sao vậy? Tại sao à? Bởi vì Tăng Bảo Cầm chứ sao nữa. Đại ca con đưa cô ấy từ Dương Châu về đây, bố trí ở phố Sơn Đường, cả thành Tô Châu này đều biết hết rồi. Tỷ tỷ Tăng gia về rồi sao? Ừ. Vậy thì con càng phải đi xem thử. Đừng đi, đừng đi mà. Đừng đi. Mẫu thân, yên tâm đi, con sao đâu mà. Này nè. Mấy ngày trước, ta nhớ nàng từng nói nàng đã tìm được cách để giải quyết chuyện giá tơ sống tăng vọt rồi. Cách gì vậy? Thiếp đã liên lạc với các tiệm dệt và hàng tơ lớn, bàn bạc chuyện bình ổn giá tơ. Đợt này đã bàn bạc ổn thỏa, tạm thời không bán tơ sống cho người ngoài. Đợi vài bữa nữa vạch rõ quy trình, thành lập một phòng thu chi tổng phường cho hội dệt để phụ trách về chuyện này. Đến lúc đó chức hội trưởng e là phải làm phiền đại thiếu gia. Được, có nàng phụ trách là ta yên tâm rồi. Đại thiếu gia làm việc, thiếp lại không thể nào yên tâm. Nãy giờ đã nói xong chuyện công, bây giờ nói đến chuyện tư. Đại thiếu gia, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nói thẳng ra luôn đi. Tăng Bảo Cầm, chàng định xử trí ra sao? Thúy Hỷ, Bảo Cầm nàng ấy là cố nhân của ta. Cố nhân gặp nạn mà ta khoanh tay đứng nhìn, vậy ta còn ra gì nữa? Tăng bá phụ phạm tội là chàng du quan giá quạ sao? Không phải. Vậy Tăng Bảo Cầm bị quan phủ bán, lưu lạc chốn thanh lâu chắc là vì chàng. Không phải. Nếu đã như vậy, chàng khoanh tay đứng nhìn thì có làm sao chứ? Bởi vì Bảo Cầm, bởi vì Bảo Cầm khác. Cô ấy khác.
cô ấy khác ở chỗ nào? Chàng nói đi. Tóm lại không thể không nói lý. Chàng không dám nói đúng không? Được, để thiếp nói thay chàng. Chẳng qua là chút tình cảm cũ ngày trước tự ý quyết định chung thân đại sự của chàng và Thanh Mai Trúc Mã thôi. Thúy Hỷ, nàng đã biết hết rồi mà, nàng còn cố ý đến hỏi ta. Ta cho nàng biết, lần này ta khó khăn lắm mới tìm được Bảo Cầm, cho nên ta không thể mặc kệ nàng ấy. Nhưng cô ấy là kỹ nữ Thanh Lâu, chàng đường đường là cử nhân, lẽ nào chàng vì kỹ nữ mà không quan tâm tới tiền đồ của mình sao? Chàng có xứng đáng với liệt tổ liệt tông không? Những lời này của nàng dọa được Bảo Cầm nhưng không dọa được ta đâu. Còn luật lệ đại thanh, ta căn bản không thật sự làm quan. Giả lại giờ đây, quốc triều hội ai còn để ý chuyện nhỏ nhặt này. Dù sao hiện giờ ta cũng đã chuộc thân thay cho Tăng Bảo Cầm rồi. Từ nay về sau, cô ấy không còn là kỹ nữ Thanh Lâu nữa. Nếu nàng còn để ý đến thể diện của phu quân nàng, thì ta mong nàng đừng nhắc đến hai từ kỹ nữ. Sảo Nhi. Đại thiếu gia. Thiếu phu nhân của ngươi mấy ngày nay tâm tình tốt hơn chút nào chưa? Thiếu phu nhân... Thúy Hỷ bệnh rồi sao? Buổi sáng thiếu phu nhân dậy nói là đau đầu. Chắc mấy ngày trước bị phong hàn vẫn chưa hết hẳn, nên dặn con dựa theo phương thuốc của đại phu kê mấy hôm trước để sắc thuốc uống. Đại thiếu gia, ngài còn có gì căn dặn không? Hết rồi, mang đi nhân lúc còn nóng. Dạ. Khoan đã, nhớ hầu hạ cho tốt. Dạ. Đi đi. Đại thiếu phu nhân, thuốc của người đây. Đem đổ đi. Đại thiếu phu nhân, khó khăn lắm mới có được phương thuốc điều dưỡng, đổ đi thì lãng phí lắm. Con nghe nói phu nhân của Tuần Phủ đại nhân dùng phương thuốc này điều dưỡng một năm liền sinh được một tiểu nam tử bụ bẩm. Đại thiếu gia còn không bước vào phòng ta, uống nhiều thuốc hơn nữa cũng lãng phí. Con người của đại thiếu gia từ nhỏ đã thương qua Tiết Ngọc, ả hồ ly Tăng Bảo Cầm đó hiểu rõ rồi mới cướp mất trái tim của đại thiếu gia. Đại thiếu phu nhân, người hãy nghe lời khuyên của nô tỳ, hãy mềm mỏng đợi lấy được trái tim của đại thiếu gia rồi hãy xử lý ả hồ ly tinh kia cũng chưa muộn. Đại thiếu phu nhân, ra ngoài quỳ. Nghĩ kỹ rồi hãy quay lại làm việc, còn chưa nghĩ thông thì đừng quay lại đi. Thư Phương. Dạ. Sở Nhi, ra ngoài trước đi. Làm xong sổ sách chưa? Làm xong rồi. Hãy mang sổ sách tới thư phòng đi. Giờ đây loạn trong giặc ngoài, chàng ấy thì hay rồi, đều đặt tâm tư vào Tăng Bảo Cầm kia. Dạ. Sao bị quỳ vậy chứ? Cũng không biết nữa. Sảo Nhi, muội xem
muội khiến cho đại thiếu phu nhân tức giận rồi. Đại thiếu phu nhân lại đương gia chủ mẫu, muội kêu cô ấy học thêm chiêu trò nịnh hót của đám hồ ly tinh bên ngoài. Muội đang tát vào mặt cô ấy, muội biết không? Nhưng trái tim của đại thiếu gia bị câu mất rồi, đại thiếu phu nhân còn không hạ mình. Người làm sai chuyện là đại thiếu gia, chứ đâu phải là đại thiếu phu nhân. Đại thiếu phu nhân là nữ nhân thì nên hạ mình nhận sai sao? Đại thiếu phu nhân giả hồ ly tinh đó đã làm loạn thành ra như vậy. Đại thiếu phu nhân là vì tâm tư của bản thân, đâu phải là vì ả hồ ly nào đó. Ta thấy muội vẫn là chưa nghĩ thông suốt. Tiếp tục quỳ đi. Thưa Phương tỷ, tỷ đi đâu vậy? Đưa sổ sách. Chọn Colostrum, bé tăng cân nhanh, miễn dịch khỏe. Yên tâm bé khỏe, xem phim mẹ ơi.